Lễ cấp sắc là bản lễ bồn giòn xưa của nền văn hóa Hồng Quân Sào Đành. Lễ cấp sắc xếp dòng là bản lễ nhớ xưa, chứng trành văn hóa trên lang Hồng Quân Sào Đành. Biển mài luôn mà nhớ Hồng Phủ Trai cùng đôi kiến rú. Trong hợp lễ cấp sắc, xếp dòng đen nỉ mi xí xếp sàm đồi ma tế bưng địa phương khổng huyền bát sát tỉnh Lao Cai, bản lễ đại bưng thành viên khẳng khang thí may, rú nặng bón đi xưa, tòi tín hướng khổng quân rào, lễ cấp sắc, lò bằng lễ bắt chấp năm đối cấp côn mà nhớ, ẩn lò côn trai chữ quân rào đại khảm cài, sàm tựa cấp sắc, lò sàm đen, chết đen, cánh xếp dòng đen. Sàm đen lò sàm sư phụ đẩy sàm xếp hốc quần, chết đen là chết sư phụ đẩy chết xếp dòng quần, dệt lèo có mi xương khửn xếp dòng đen lò say đẩy hỏi nừng sao quần. Nặng lễ cấp sắc xếp dòng đen, bưng học cho đẩy khảm cài gian ép học, tập tư ló liêng, cánh chấp năm, bưng bay cúng, biển cuồng, vào sử nôm sao. Côn đẩy cấp sắc xếp dòng đen, có chiếc đẩy bản huống, tổn nhọng. Mi po luôn tiền trừa, vài chấp năm, khải ó bưng bảng lễ quan trọng không bản huống. Mở côn mát nặng nỉ, chăm và bùn tuổi lá cằn, hát và có hình hung nà mát tà. Khỏi hình lò luôn tin chừa tín ngưỡng tôn giáo khổng dần mương bưng côn ké côn thầu tuổi sùng cò chiếc khảm cài đầy chép ốm đại bộ văn hóa thể thao cánh du lịch công nhận là khổng khuôn văn hóa cấp cám hương bằng lễ cấp sắc và sơn tò hiểm trừ các bến khải người lang văn hóa trên lang khổng khuôn Sào Đành nhang hôm phân sùn hôm sẵn hên văn hóa khổng hạ xếp xí chứa khuôn bình đẳng Việt Nam.